một bản làng của người Thái ở Pù Luông mà không phải ai cũng biết. Và để tới được đây thì chúng tôi chọn con đường hiểm trở và khó khăn nhất. Và để chinh phục con đường đó thì chúng tôi chọn bạn đồng hành, đó chính là chiếc Volkswagen Ceramon. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và các bạn thấy đây, hôm nay chúng tôi lại đi chơi. Và tôi đang ngồi bên một bờ suối. Đằng sau đây là những cái cọn nước rất đặc trưng của người Thái ở miền Bắc Việt Nam. Và trong cái clip này thì có thể những cái âm thanh từ tiếng suối có thể lẫn vào cái tiếng nói của tôi, thì các bạn có thể thông cảm một chút xíu nhé. Bởi vì đó là âm thanh của mùa hè, đó là âm thanh của Pù Luông, nơi mà chúng tôi đã cùng đồng hành với chiếc Volkswagen Ceramon trong suốt 2 ngày qua, để gửi cho tới các bạn những cái đánh giá, những cái trải nghiệm về mẫu xe này, cũng như là về mảnh đất Pù Luông, về một cái khu bảo tồn thiên nhiên ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa rất là hay ho và này nọ. Chỗ mà tôi đang ngồi ở đây có thể không nhiều người biết, đó là Bản Hiêu. Nó còn rất nhiều những cái nét văn hóa để cho các bạn có thể khám phá, là một địa điểm cực kỳ thú vị để cho các bạn có thể trốn trong những cái ngày mà các bạn chán những cái ồn ào của phố thị. Ngày xưa thì để đi được tới đây thì nó cực kỳ khó khăn. Cách đây khoảng tầm 14-15 năm, chúng tôi đã chạy xe máy để tới được Pù Luông, đi qua đường 15C qua Mai Châu hoặc đường từ Cành Nàng, Bá Thước chạy lên. Bây giờ thì có tới 3 con đường để các bạn có thể tới được Pù Luông. Đầu tiên là các bạn qua Mai Châu, đi theo 15C tới Pù Luông rất nhẹ nhàng. Các bạn đi xuống Bá Thước, Cành Nàng đi lên Pù Luông cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng không, chúng tôi chọn cho mình một con đường đi qua Lũng Vân, xuôi xuống đèo Lũng Cao. Đó là con đường hiểm trở và khó khăn nhất để tới Pù Luông. Và đó cũng chính là con đường mà chúng tôi đã thử sức với chiếc Volkswagen Ceramon. Trở lại với cái câu chuyện về chiếc Volkswagen Ceramon. Đây là một chiếc xe cỡ lớn của Volkswagen. Đối thủ của nó thì đó chính là chiếc Ford Explorer, và có thể là cả chiếc Toyota Land Cruiser Prado nữa. Tuy nhiên chiếc Prado thì tôi sẽ không xếp vào cùng đối thủ của chiếc Ceramon, bởi vì bản chất của Prado nó là một chiếc xe SUV khung gầm rời, còn Ceramon và Explorer khung gầm liền khối. Ceramon có một số những cái ưu điểm mà cá nhân tôi cảm nhận được sau 2 ngày chạy thử xe. Thứ nhất, nó vẫn mang những cái thiết kế rất đặc trưng của Volkswagen, rất nam tính, rất lịch lãm. Thứ hai, đó là hệ thống khung gầm và giảm xóc, phải nói là ấn tượng. Thứ ba là cảm giác lái hay ho, đúng chất của một chiếc xe Đức. Và thứ tư nữa là không gian nội thất bên trong cực kỳ rộng rãi và thoải mái cho 7 vị trí ngồi luôn. Tuy nhiên chiếc xe này vẫn có những cái cần khắc phục. Đầu tiên đó là có một số tiện ích phía trong nó đang còn thiếu. Camera 360 độ này, nó có phanh điện tử nhưng mà nó lại thiếu chế độ dưỡng phanh điện tử này, không có lẫy chuyển số thể thao. Và nhược điểm thứ hai thì có một số cái chi tiết chưa tương xứng với tầm vóc của một chiếc xe như thế này. Ví dụ như là cái vô lăng của chiếc xe không được bọc da, hoặc là một số cái chi tiết nhựa ở bảng táp lô. Volkswagen nên cải thiện nó để cho cái nội thất của chiếc xe trông nó sang trọng hơn nữa, lịch lãm hơn nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ phân tích chi tiết chiếc Volkswagen Ceramon. Đầu tiên là hệ thống lái cũng như là cảm giác lái. Chiếc xe này thì được trang bị hệ thống lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ. Và các bạn có thể sẽ bất ngờ một chút về cái khả năng xoay trở của nó trong điều kiện đường phố với một chiếc xe 7 chỗ cỡ lớn có chiều dài tới 5,1m. Nó dài hơn cả chiếc Toyota Alphard chúng tôi có review cho các bạn hôm trước. Thực sự khi lái chiếc xe này trong điều kiện đường phố chật hẹp thì các bạn cảm thấy nó là dễ dàng, thoải mái và nhẹ nhàng. Cái vị trí người lái cũng giúp cho mọi người có thể quan sát rất là dễ. Các hệ thống hỗ trợ người lái ví dụ như là cảm biến xung quanh xe, kiểm soát cự ly đỗ xe. Có một điều rất tiếc đó là chiếc xe này lại không được trang bị cái hệ thống camera 360 độ. Trên cao tốc và xa lộ, cảm giác lái nó tin cậy, chắc chắn và ổn định. Ngay cả khi mà di chuyển ở tốc độ 100 km/h hoặc cao hơn thì các bạn có thể cảm nhận được chế độ vô lăng nó siết. Bạn có thể chuyển các chế độ lái khác nhau từ Eco, Normal sang Sport. Cái số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải nó rơi vào tầm khoảng 2,5 vòng. Điều này giúp cho các bạn lái một cách rất linh hoạt, thư thái trên điều kiện đường đèo dốc và đồi núi. Và thực tế thì khi mà chúng tôi chọn cái con đường đi qua Lũng Vân và xuống cái đèo Lũng Cao, nếu mà bạn nào đã tới Pù Luông bằng cái con đường này sẽ thấy rằng đèo Lũng Cao đấy nó gắt như thế nào, với những góc cua và những cái độ dốc lên tới khoảng 18%. Cái hệ thống lái của Volkswagen mang lại cho tôi cảm giác lái nhàn nhã khi mà di chuyển trên những cái đoạn đường xấu, nó hơi off-road nhẹ một chút. Các bạn đặt bánh xe ở đâu thì cái phản hồi lên vô lăng của người lái cũng khá là tốt. Thì điều này sẽ khó tìm thấy ở một chiếc xe phổ thông mà được trang bị hệ thống lái trợ lực điện.
Thứ hai là về cách âm, thì đây cũng là một cái chỉ số mà gây nên nhiều tranh cãi. Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu với các bạn về cái chỉ số độ ồn. Chỉ số độ ồn nó hoàn toàn mang tính chất tham khảo thôi. Và ngay cả chiếc xe Theramon này thì chúng tôi cũng tiến hành đo ở cái đoạn đường mà đo tất cả những cái xe như thế, thì độ ồn ở mức khoảng 66 đến 67 decibel. Thì nếu các bạn so sánh với những xe trước, ví như Hyundai Accord, Toyota Camry, Honda Civic, thì các bạn sẽ thấy chiếc xe này yên tĩnh hơn rất là nhiều. Chỉ còn tiếng lốp nó miết vào đường và tiếng gió vút qua thôi, và không bị những cái tiếng khó chịu. Chúng tôi thì luôn đem những chiếc xe đo ở cùng một đoạn đường, và chúng tôi set cruise control chạy ở tốc độ khoảng 100 km/h. Những cái bên khác có thể đo ở các cái điều kiện mặt đường khác nhau, nó phẳng mịn hơn thì cái chỉ số độ ồn ở trong khoang cabin nó cũng sẽ khác nhau. Và tất cả những chiếc xe thì chúng tôi cùng đều đo bằng một thiết bị duy nhất. Chính vì thế mà đôi khi có những chiếc xe có độ ồn lớn về chỉ số nhưng mà cảm giác không bị khó chịu. Có những chiếc xe tương đương độ ồn như thế nhưng mà lại mang lại cái cảm giác rất là khó chịu. Chiếc Theramon này thì hoàn toàn không có những âm thanh đó các bạn. Chỉ số độ ồn trên chiếc xe này thì rõ ràng rất là tốt cho một chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn như thế này. Về hệ thống động lực cũng như hoạt động hộp số, chiếc Theramon này được trang bị khối động cơ 2.0 lít tăng áp và cho công suất khoảng 220 mã lực. Đi cùng với đó là hộp số tự động 8 cấp. Nhiều người khi mà nhìn thấy cái thông số kỹ thuật như thế thì có thể nói rằng là nó yếu, nó không tương xứng với một chiếc xe 7 chỗ như thế này. Khi nếu mà chiếc xe này được trang bị khối động cơ 3.5 lít V6 chẳng hạn, mọi người lại nói rằng là nó quá tốn xăng. Do đó cái xu hướng thiết kế bây giờ của các hãng xe sẽ giảm dung tích xi lanh xuống và cái công suất của họ vẫn được đảm bảo. Ngay cả chiếc xe này thì cái mô men xoắn đã đạt cực đại từ rất sớm. Nó giúp cho các bạn đạt được sức mạnh tối đa, sức kéo tối đa tại cái vòng tua thấp. Cá nhân tôi cảm thấy nó quá đủ trong mọi điều kiện địa hình tại Việt Nam. Chúng tôi tiến hành đo cái thời gian tăng tốc ở mức khoảng 9 giây 58, không nhanh lắm. Và chiếc xe này thì cũng được trang bị các chế độ lái khác nhau. Trên đường tuyết này, off-road này, Eco, Normal và Sport cũng giúp cho các bạn có thể tùy chỉnh theo từng cái điều kiện địa hình khác nhau. Bên cạnh đó là dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, tối ưu, sức kéo, giúp cho các bạn có thể vượt qua mọi địa hình. Cái hộp số nó hoạt động cực kỳ mượt mà với êm ái. Và nếu như không để ý kỹ thì các bạn sẽ không nhận thấy cái sự chuyển số trên chiếc xe này. Chỉ có một điều đáng tiếc, nó là chiếc xe này không được trang bị lấy chuyển số thể thao trên vô lăng thôi. Cái hệ thống động lực đủ để cho các bạn leo đèo, lội suối, leo dốc, hài hòa được cái mức tiêu hao nhiên liệu. Trung bình lại thì nó sẽ rơi vào tầm 11 lít gì đó. Đấy cũng là một con số nó phù hợp. Chúng tôi cũng tiến hành đo quãng phanh của chiếc Theramon. Khoảng 20m thì nó cũng nằm trong cái ngưỡng an toàn của Vietnam Jeep khi mà chúng tôi đo ở những cái xe khác nhau. Và cuối cùng là hệ thống khung gầm và giảm sóc. Chiếc Theramon này sử dụng hệ thống khung gầm liền khối. Toàn bộ hệ thống khung gầm giảm sóc của Theramon được chia sẻ trên cái nền tảng MQB của tập đoàn Volkswagen. Nó cùng với Audi đó các bạn. Cái hệ thống khung gầm và giảm sóc như thế thì mang lại cho mọi người một cái cảm giác lái ổn định, chắc chắn và nó phù hợp với đa dạng địa hình. Hệ thống giảm sóc trước kiểu MacPherson, giảm sóc sau kiểu độc lập đa liên kết. Nó không quá cứng nhưng không quá mềm. Khi các bạn di chuyển trong điều kiện đường phố qua những cái gờ giảm tốc thì nó cũng không bị sóc nảy quá mức. Khi mà di chuyển trên đường đèo dốc đồi núi ôm cua đổ đèo cũng không bị cảm giác quá bồng bềnh. Nó vẫn mang lại sự ổn định chắc chắn bởi hệ thống khung gầm và giảm sóc. Gầm của nó cao tới tận 235mm, tức là nó tương đương với một số chiếc xe bán tải. Chính vì thế mà nó giúp cho các bạn có thể đi qua những cái đoạn đường mấp mô, đá sỏi, bùn lầy thoải mái. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn về vận hành của chiếc Theramon với mức giá khoảng 2,4 tỷ đồng và cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Và các bạn có đánh giá như thế nào, có cảm nhận như thế nào về chiếc Theramon này thì cũng hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Và bây giờ thì mời các bạn chiêm ngưỡng một quý ông đến từ nước Đức nhưng lại được nhập khẩu từ Mỹ. Tổng thể của chiếc Theramon các bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh mà chúng tôi đã quay. Cá nhân tôi thì nhận thấy rằng đây vẫn là một chiếc xe mang đúng đặc trưng thiết kế của Volkswagen. Đơn giản nhưng vẫn toát lên cái vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và lịch lãm. Cái phần đầu xe rất đặc trưng, các bạn có thể nhìn thấy những cái đường mạ chrome hay là lưới tản nhiệt với một cái logo Volkswagen rất lớn ở phía giữa. Cụm đèn toàn bộ là full LED và đèn chiếu thì là dạng LED projector. Cái đèn này được ứng dụng cái công nghệ IQ Light của Volkswagen, là một cái đèn thông minh và tự động điều chỉnh góc chiếu. Và phía dưới này thì thông thường các bạn sẽ thấy cái đèn sương mù ở đây, nhưng mà trên chiếc Theramon thì nó sẽ không có đèn sương mù nữa, mà toàn bộ cái hệ thống đèn IQ Light mới này sẽ thực hiện tất cả những cái chức năng nhiệm vụ giống như kiểu đèn ma trận của Audi đấy các bạn. Những cái đường gân dập nổi ở trên nắp capo tạo nên cái vẻ khỏe khoắn, thực sự là rất nam tính cho chiếc Theramon này.
các bạn nhìn thấy phần hông xe không ạ? Nó là được đặc trưng bởi một cái vòm ốp bánh xe kéo dài từ cản trước tới bậc babule và cả bánh sau nữa, cũng như những cái đường gân dập nổi, và đặc trưng nhất là cái đường gân ở đây uốn lượn theo hốc bánh xe và kéo dài ra cả phần đèn hậu ở phía sau xe luôn, tạo nên một cái dáng vẻ rất là trường xe. Chiếc Theramon này thì sở hữu la răng là 20 inch 5 chống kép. Cái lốp nguyên bản theo xe nó chính là 255/50R20, khá là to bản thì nó giúp cho chiếc xe có cái độ bám tốt hơn. Gương chiếu hậu thì là trình cập điện tích hợp đèn báo rẽ. Gương người lái thì được chia làm hai ngăn, ngăn bên này có thể nhìn điểm mù tốt hơn và ngăn bên trong thì là có thể nhìn bình thường. Và chiếc xe thì cũng được trang bị cái thanh ray trời và nóc ở phía trên, và đặc biệt là cái bậc babule của xe thì nó nằm cùng với cánh cửa và trùm luôn cả cái phần bệ bước. Cái điều này sẽ giúp cho bùn bẩn thì nó sẽ không bắn lên đây mà nó sẽ bị bẩn hết ở phần phía ngoài này. Thì các bạn xem những cái hình ảnh này đôi khi thông cảm cho chúng tôi nhé, bởi vì chúng tôi đang thực hiện một cuộc hành trình để đánh giá chiếc xe. Chính vì thế mà có những lúc, có những cái đoạn đường mà nó sẽ bị bẩn và chúng tôi không thể rửa xe sạch sẽ để mà quay hết tất cả mọi thứ được. Đôi xe các bạn thiết kế nhìn rất là đơn giản đúng không ạ? Hai cụm đèn đầu hai bên với một cái đường nối bằng mạng chrome và logo Volkswagen. Nó là đặc trưng của thiết kế Volkswagen, đơn giản và thực dụng. Toàn bộ hệ thống đèn ở đây vẫn là đèn LED, đèn phanh trên cao, cánh lướt gió, cũng như là hai ống xả này là hai ống xả giả các bạn nhé. Ống xả thực tế của chiếc xe thì nó nằm ở phía dưới này cơ. Cảm biến ở phía sau cũng như là camera lùi. Và cốp xe đóng mở bằng điện, tuy nhiên không phải là đá cốp đâu các bạn ạ, tức là nó không có tính năng mở rảnh tay. Và đây là không gian khoang hành lý. Khi mà tôi gập phẳng hàng ghế thứ ba xuống, nó tạo nên một không gian khoang hành lý khoảng 2.400 lít. Còn nếu các bạn gập hàng ghế thứ ba lên, không gian để đồ của chiếc xe cũng rất là rộng. Thông thường thì những chiếc xe 7 chỗ, nếu các bạn để ý thì khi mà hàng ghế thứ ba này được gập lên, cùng lắm là khoảng 40cm thôi. Nhưng mà chiếc xe này có cái khoảng này tới tận 60cm, tức là cái không gian để hành lý cực kỳ là rộng. Và dĩ nhiên là phía dưới vẫn là lốp dự phòng đúng nghĩa luôn. Và không gian nội thất đây các bạn. Chiều dài cơ sở của chiếc xe Theramon này nó gần 3m. Chính vì thế mà không gian nội thất bên trong khá là rộng rãi và thoải mái ở cả ba hàng ghế ngồi luôn đấy các bạn. Ghế chỉnh điện có bơm lưng ghế, có 3 vị trí nhớ và có cả sưởi ghế nữa luôn. Tapi cửa sẽ có các cái phím bấm điều chỉnh gương cũng như là cửa sổ và cái phím mở cốp sau ở đây. Cái phần này thì tất cả nó là bằng nhựa, nhưng mà những cái phần mà tì tay thì nó đều chất liệu mềm. Có 6 cái màu ngoại thất và có 2 màu nội thất là màu đen và màu nâu đỏ. Tuy nhiên màu nội thất ở đây chỉ là màu nội thất dành riêng cho khách hàng thôi, chứ không phải là một chiếc xe bán theo lô bình thường đâu các bạn nhé. Vào phía trong vô lăng dạng đê cắt, cái vô lăng này có thể bọc da nữa thì nhìn nó sẽ hài hòa và phù hợp hơn. Và trên vô lăng thì cũng được tích hợp tất cả các cái phím bấm của hệ thống cruise control phía trước, hệ thống giải trí cũng như là thay đổi các cái thông tin ở phía bên trước của người lái đấy các bạn. Núm xoay, bật tắt đèn, một cái hốc chứa đồ nho nhỏ ở đây. Vô lăng này thì chỉnh cơ thôi, không phải là chỉnh điện đâu các bạn nhé. Và cái màn hình phía trước của người lái thì nó là kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị tất cả các cái thông tin của chiếc xe. Ở góc máy này thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng cái khu vực điều khiển cũng như là bảng táp lô của cái chiếc Theramon. Kết hợp của các cái chất liệu với như là vân gỗ này, rồi mạng chrome này, hoặc nhựa mềm giả da. Thiết kế đơn giản và rất dễ sử dụng. Ví dụ như là màn hình giải trí trung tâm, kết nối Apple CarPlay Android Auto. Và có thêm một cái tính năng điều khiển bằng cái cử chỉ tay. Đấy, các bạn gạt như thế này. Hệ thống điều hòa của chiếc xe này là 3 vùng độc lập, dĩ nhiên là tự động rồi. Điều khiển điều hòa vẫn là dạng núm xoay, dễ dàng cho các bạn sử dụng. Cần số dạng thẳng, chuyển sang số tay thì các bạn sẽ phải gạt sang phía bên ghế hành khách. Và chiếc xe này thì không được trang bị lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng nhé. Phía dưới nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy nút khởi động xe, phanh tay điện tử, tuy nhiên không có chức năng giữ phanh tự động, và một cái núm xoay để thay đổi các chế độ lái khác nhau. Và ghế bên hành khách thì là ghế da, cũng có chức năng sưởi ấm và chỉnh điện. Gương chiếu hậu phía trong chống chói là tự động. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bệ tì tay rất là to. Và phía trong này thì rất là lớn. Ở phía dưới này là một cái sạc không dây các bạn nhé. Và hai cổng sạc dạng Type-C. Trên chiếc xe này thì có rất nhiều cái cổng sạc khác nhau. Và đều là định dạng Type-C chứ không còn là định dạng USB nữa đâu nhé. Không gian của hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi và thoải mái. Có những tùy chỉnh riêng cá nhân. Ví dụ như là cái đèn đọc sách riêng này. Hệ thống điều hòa riêng cho hàng ghế sau này luôn. Hai cổng sạc Type-C cũng như là một cổng sạc 12V nữa.
biên độ trượt của hàng ghế này nó rơi vào tầm khoảng tầm hơn 20 cm. Bệ tì tay ở giữa tích hợp hai cái giá để cốc, tiện ích có thêm cả cái rèm che nắng. Bây giờ thì tôi sẽ vào hàng ghế thứ ba để xem thực chất chiếc xe này có là 7 chỗ rộng rãi hay không nhá. Và cách để vào hàng ghế thứ ba cũng rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần bật một cái lẫy ở ngay trên vai của hàng ghế thứ hai đó. Và tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba khi mà hàng ghế thứ hai trượt kịch hết cỡ về phía sau đây các bạn, vẫn còn một chút xíu trước cái đầu gối để cho các bạn có thể xoay trở được. Tức là với cái chiếc xe này thì người lớn hoàn toàn có thể ngồi ở hàng ghế thứ ba này được. Dĩ nhiên là nếu mà để chúng ta thực sự thoải mái thì các bạn nên đẩy hàng ghế thứ hai này lên phía trước một chút xíu thì nó sẽ thoải mái hơn. Ngăn để cốc, để tài liệu cũng như là cái cửa gió điều hòa riêng luôn. Và ở phía bên kia thì có thêm hai cổng sạc dạng Type C cho hàng ghế thứ ba luôn, rất là tiện ích. Tựa đầu ghế này cũng như là hàng ghế thứ ba này có đủ ngả một chút xíu. Không những thế mà các bạn ngồi đây có thể có cái đèn đọc sách riêng biệt cho từng vị trí ngồi của hàng ghế thứ ba luôn đây này, rất là tiện ích. Các bạn đánh giá như thế nào về nội thất của chiếc Terrabon mới? Còn cá nhân tôi thì tôi nhận thấy rằng rất là thực dụng, rất là đơn giản nhưng mà vẫn lịch lãm, vẫn hiện đại và vẫn mang cái vẻ đàn ông ở trong đó. Phải nói thật lòng là Terrabon không phải là một chiếc xe được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại. Nhưng mà chiếc Terrabon này thì cũng đạt được rất nhiều những cái giải thưởng về thiết kế cũng như là về an toàn ở thị trường Mỹ. Và danh sách những cái trang bị an toàn như thế nào thì mà các bạn xem trên màn hình mà chúng tôi đã để ở trên màn hình đó cũng rất là nhiều chứ không phải ít đâu ạ. Phần cuối cùng này thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái hành trình tới Phù Luông, về mảnh đất Phù Luông kỹ càng hơn so với cái đoạn đầu. Phù Luông cách Hà Nội đâu đó khoảng tầm 230 cây, các bạn di chuyển rất là dễ dàng bằng tất cả các loại phương tiện khác nhau. Lúa thường chín vào khoảng tháng 6 và tháng 10. Mọi người tới đây thì có thể tham gia các hoạt động, ví dụ như là trekking, hiking. Các bạn có thể bơi ở những cái dòng suối như thế này. Đây là đầu nguồn của dòng suối đổ xuống cái thác Hiêu. Và ẩm thực ở đây thì nổi tiếng nhất đó là vịt cổ lũng. Về hình thức lưu trú thì có rất là nhiều. Những cái homestay nằm bên bờ suối, những cái không gian vườn rất là chill, mọi người ngồi nhìn tắm ruộng bậc thang, nghe tiếng suối chảy róc rách. Hoặc là những bể bơi vô cực, rồi có những cái bungalow khép kín. Các bạn cũng có thể đi khám phá những hang kho Mường hoặc là đi trekking. Và thực tế thì có những cái dạy chạy marathon thì cũng đã được tổ chức ở đây. Phù Luông mang những cái vẻ đẹp của núi rừng phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, của những cái mái cọ như thế này, những cái nhà sàn. Và nó vẫn còn mang nhiều cái nét văn hóa bản địa. Chính sách về du lịch ở đây nó cũng được bảo tồn khá là tốt. Chính vì thế mà mọi người có thể tới đây vào dịp cuối tuần bất cứ lúc nào để tận hưởng cái không khí. Hy vọng rằng những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn về chiếc Terrabon cũng như là cái hành trình khám phá và trải nghiệm Phù Luông sẽ giúp cho mọi người có thể tới được Phù Luông. Các bạn đừng có ngại ngần, bất cứ chiếc xe nào cũng có thể tới được đây. Và trước khi khởi hành thì các bạn nhớ để ý về cái việc là kiểm tra bảo dưỡng xe. Và chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều trải nghiệm với chiếc xe của mình. Đừng quên like, share, subscribe kênh Việt Nam Roadship để không bỏ lỡ bất cứ một clip nào của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.